một sáng mùa xuân bầu trời đầy én bay một người từ hai ngoài quay về cô hương mang theo nỗi khát khao về một nhịp câu mang theo nỗi ước mơ về kính thưa tất cả quý vị khán thính giả ngày 7 tháng 4 năm 2021. Thưa quý vị, hôm qua thứ ba ngày 6 tháng 4, ban sáng, có một cuộc bắn súng ở gần trại lính hải quân gọi là Fort Detrick thuộc tiểu bang Maryland. Theo đài ABC, thưa quý vị, khoảng chừng 8 giờ rưỡi sáng thì cảnh sát của cái thị trấn nhỏ tên là Frederick gần khu hải quân nhận được cú điện thoại khẩn cấp để tới cứu nguy cho hai người mà cứ thường đó là hai hải quân của Mỹ họ không nói rõ nhưng mà báo chí nói là là Chu Navy thôi. Thì khi họ tới đó thì cảnh sát của thị trấn Frederick á, ông tên là cảnh sát trưởng là ông Jason Lando, Ông cho biết rằng là có chuyện chạm súng. Và lúc ấy thì đã có hai người bị thương rồi. Còn cái người thủ phạm á được làm 38 tuổi. Và cái người thủ phạm đó đó theo Bộ Hải quân của Hoa Kỳ đó thì họ nói rằng ông ấy là một một nhân viên là một một hải quân một quân nhân của của bộ hải quân hoa kỳ như vậy là cái người bắn bắn hai người kia cũng là hải quân đó. thì ít nhất là hai người đó thì ông ấy là một hải quân thế cái ông hải quân 38 tuổi này đó họ chưa có tiết lộ tên tuổi thưa quý vị thì ông ấy ở tại trong cái trại hải quân Fort Detrick thì lúc mà ra ngoài đó thì ông đã bị lúc mà ông bắn những người kia đó thì ông đã bị cảnh sát của thị trấn Frederick bắn bắn chết bắn bắn gục liền cái người mà trại trưởng của Frederick là đại tá Dexter Nunnally ông nói rằng là chứ cái ưu tiên của chúng tôi là sự an toàn của người dân Vậy thì những cái việc mà những người mà phải trả lời cho những cái lời kêu cứu khẩn cấp đó, là đã được huấn luyện rất kỹ. Và trong cái tình huống đó, đó thì chúng tôi phải chặn đứng bất kỳ một cái gì đó mà nguy hiểm đến dân chúng. Cho nên ý nghĩa có nghĩa rằng là họ phải, họ phải bắn hạ cái anh hải quân 38 tuổi này. Phải bắn hạ cái anh hải quân 38 tuổi này thưa quý vị. Thì theo uh, phát ngôn nhân của cái chỗ mà bệnh viện y tế của hải quân đó, thì đó là ông Tommy Lemkin, à, ông Tommy Lemkin thì ông có nói rằng là cho hai cái người kia được đưa tới để cứu chữa bằng vì cái vấn đề khẩn cấp đó. thì ông ấy nói rằng là trên là là ông biết rằng là có có người đã gọi là active shooter tức là của cái người bắn đang hoạt động thì cái người bắn đó thì ông nói là ít nhất là dính líu đến hai hoặc ba nhân viên của của hạ bộ hải quân Hoa Kỳ thì lúc mà họ tới đó thưa quý vị như tôi nói là cả thị trấn của Frederick thì cảnh sát tới đó thì họ đã, đã phải đưa hai người kia bằng trực thăng bằng máy bay lên thẳng á bằng trực thăng đến bệnh viện là vì họ ở trong cái tình trạng nguy cập rồi rất là nguy hiểm bởi vậy cho nên là cảnh sát mà luôn cả hải quân của Mỹ ở tại Fort Detrick đã bắn hạ cái người 38 tuổi đó thường đó là một quân nhân hải quân của Mỹ nhưng mà vì cái tình trạng này thưa quý vị nó liên quan đến cái vấn đề mà quân đội đó nên họ rất là kỹ lưỡng không tiết lộ danh tánh không nói nguyên do không biết không có động lực gì cũng không, không có cho biết nhưng mà đó lập tức là cái bộ liên quan đến là ATF thưa quý vị ATF là tức là alcohol tobacco và firearms của liên bang đó thì họ đã cử một cái toán quân K9 tới để điều tra và, và nguyên do như thế nào? Tại vì nó liên quan đến súng ống mà. Nguyên do như thế nào lại có cái việc mà gọi là các quân nhân này đi ra ngoài mà làm cái việc mà gọi là bắn hạ nhau như vậy. Thì họ đang tìm hiểu. Cái điều này nó cũng nói lên là nước Mỹ là vì vấn đề súng ống, vì vấn đề tự do à, súng ống á. Thì hầu như xảy ra hàng ngày, không có thì... Cái cách một ngày hai bữa là có một cái cuộc bắn nhau một cách kỳ cục như vậy rất là kỳ thôi quý vị hôm trước thì vừa mới đây có mấy hôm thôi là một vụ bắn chết bốn người ở tại quận cam mà nơi đông người Việt sinh sống Rồi trước đó nữa thì là tức ở trên thành phố thị trấn Boulder, Colorado cũng bị bắn hàng loạt như vậy trong đó có cả một viên cảnh sát đã bị tức là cảnh sát viên Thali đã bị tử vong rồi trước nữa là bắn vụ bắn ở tại Atlanta với những cái người làm massage thưa quý vị tám người tử vong cách đây hai hôm thôi không lâu đâu ở bên Riverside California đó thì một người phụ nữ Á Châu 63 tuổi đang dẫn con chó đi Đi thể dục thì đã bị một người phụ nữ 25 tuổi Điên điên khùng khùng sao lại tới cầm dao đâm chết Đâm trọng thương đem vô nhà thương bị tử vong Cái cảnh của nước Mỹ nó không có an toàn thưa quý vị Nhưng mà như tôi đã nói là nước Mỹ không có an toàn vì vấn đề bạo lực Vì vấn đề tâm thần, vì đủ thứ hết á Nhưng mà nước Mỹ thì lại thích Thích là không có chú ý những cái chuyện đó mà là thích chỉ mồm với các quốc gia khác nói rằng là vi phạm nhân quyền. Quý vị thấy nó có cái sự nực cười, mâu thuẫn như vậy. Rất là mâu thuẫn và nực cười. Không thể nào mà, mà tưởng tượng được thưa quý vị. Cho nên cái bản tin hôm qua là bản tin chính cho ngày hôm qua và sáng nay. Nói liên quan đến cái việc mà bắn hạ nhau ở tại gần gần cái chỗ hải quân Fort Detrick. Và người Mỹ cũng cảm thấy rằng là bất an Vì không biết cái chuyện gì xảy ra hàng ngày Không những là người dân mà bây giờ đến cả quân nhân cũng có những cái cảnh này nữa thưa quý vị Đó là thông tin của tôi cho sáng ngày mùng 7 tháng 4 năm 2021 và góc nhìn của tôi Chân thành cảm ơn tất cả quý vị theo dõi với tôi. Hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.